chuyên gia Tesla. VinFast là hình mẫu trong cuộc cách mạng xe điện thế giới. Xin kính chào các quý vị khán thính giả của Việt Nam Prosperity. Quý vị thân mến, VinFast là một hình mẫu trong cuộc cách mạng xe điện thế giới. Các nhà sản xuất Nhật Bản đang dần bị bỏ lại phía sau cuộc đua xe điện. Đó là đánh giá của Bart Chigusa, cựu chuyên gia Tesla và là một nhà tư vấn chiến lược kinh doanh có tiếng ở Nhật Bản về thương hiệu ô tô điện Việt Nam. Vậy VinFast có đúng như những gì ông Bart Chigusa đánh giá hay không? Và thế giới đánh giá về VinFast như thế nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi đi hết video ngày hôm nay nhé! Kính thưa quý vị, trên kênh YouTube với gần 18.000 người theo dõi, Bart Chigusa vừa dẫn lại nội dung đánh giá mẫu VinFast VF8 của đồng nghiệp người Mỹ, chuyên gia xe điện Sandy Mundo và coi đây là nội dung phải xem với những ai còn băn khoăn về thương hiệu xe Việt Nam. Video mang tiêu đề VinFast, xe điện chất lượng cao giá tốt đến từ Việt Nam, không chỉ là Trung Quốc và Hàn Quốc nữa. VinFast có tiềm năng vô tận khi tiến vào thị trường Mỹ. Video trích dẫn những chia sẻ tổng quan của Sandy Mundo về thiết kế nội ngoại thất trong lần trải nghiệm VF8 tại Việt Nam. Mọi thứ dường như hoàn hảo. Tôi rất ấn tượng với nội thất của xe, đặc biệt là cách VinFast tập trung điều khiển toàn bộ hệ thống và thiết bị vào màn hình trung tâm. Sandy nói, đặc biệt, Sandy tỏ ra khá thích thú khi tương tác với trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói trên VF8. Tính năng này không bị giới hạn hay lập trình đóng khung, mà có khả năng tương tác thông minh, tự nhiên, thân thiện với người dùng. Bên cạnh đó, VinFast cũng gây ấn tượng khi tập trung vào di chuyển thông minh và liên tục cập nhật, cải tiến phần mềm nhờ tính năng OTA. Tuy nhiên, điều làm vị chuyên gia từng có nhiều năm kinh nghiệm làm cố vấn cho các hãng xe toàn cầu trầm trồ lại chính là màn hình HUD, khi đây là lần đầu tiên ông có thể sử dụng màn hình này trong điều kiện ánh sáng ban ngày. Tất cả các thông tin đều được hiển thị trên màn hình, một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, Sandy chia sẻ. Đánh giá về các tính năng ADAS trang bị trên VF8 như kiểm soát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, hỗ trợ lái trên cao tốc, chuyển làn, giữ làn, nhận biết biển báo giao thông, cảnh báo va chạm, Sandy cho rằng, nếu bạn dự định mua một chiếc xe đua như Model S Plus thì đây không phải là lựa chọn thích hợp. Nhưng có đến 99% người dùng không muốn đi quá tốc độ cho phép. Tôi chắc rằng VF8 sẽ là một chiếc xe bán chạy cho những người muốn sở hữu một chiếc ô tô an toàn và thú vị. Video của Bart Chigusa cũng nhắc lại đánh giá của Sandy Mundo. GM và Volkswagen đang gặp khó khăn để có thể bắt kịp với VinFast. VinFast có tiềm năng vô tận khi họ tiến vào thị trường Mỹ và hoàn thành được những điều này trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, họ còn tạo ra được những chiếc xe thật sự tuyệt vời. Xe điện với VinFast là cơ hội, có nhiều nhà sản xuất Nhật Bản là thách thức. Xem giữa các phần đánh giá của Sandy Mundo, Bart Chigusa cũng cung cấp cho người xem Nhật Bản những thông tin, hình ảnh về Vingroup, công ty mẹ của VinFast, quy mô và công nghệ tại nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Việt Nam cùng với kế hoạch xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ. Đặc biệt, Bart Chigusa cũng rất tích cực tương tác với người xem, cho thấy kinh nghiệm lâu năm của ông trong ngành công nghiệp ô tô nói chung và lĩnh vực xe điện nói riêng. Ở phần bình luận, nhiều người dùng Nhật Bản thích thú khi biết thêm về thương hiệu ô tô được xem là Tesla của Việt Nam, cũng như những mẫu xe chủ lực mà hãng đưa ra thị trường toàn cầu. Thật tuyệt vời, nó kết hợp cả các yếu tố mà bạn hình dung khi nghe đến từ xe điện, một người dùng nhận xét. Mặc dù có vẻ như mục tiêu quy mô sản xuất không phải là quá lớn, nhưng tôi nghĩ rằng đó là một công ty nhiều triển vọng trong tương lai, một người dùng khác đánh giá. Cựu chuyên gia Tesla tỏ ra rất am hiểu về thương hiệu xe Việt Nam. Ông nói, Vingroup là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, có công suất sản xuất 500.000 xe nhưng vẫn còn quỹ đất nên có thể mở rộng trong tương lai. Nhà máy tại Mỹ dự kiến sẽ sớm đưa vào hoạt động giúp công ty đạt công suất 1 triệu xe trên năm. Ở Việt Nam, họ phát triển phần mềm tốt và văn hóa làm việc nghiêm túc, quyết liệt như Nhật Bản trước đây. Người dùng Nhật Bản cũng đặt niềm tin vào mục tiêu chinh phục thị trường quốc tế của VinFast, đặc biệt là kế hoạch IPO tại Mỹ. Thực ra, họ đã sản xuất xe xăng từ lâu và sau đó chuyển sang tập trung phát triển xe điện. Các công ty Nhật Bản cũng có thể học hỏi từ điều này. Ở Nhật Bản, vẫn còn nhiều ý kiến tiêu cực về xe điện, nhưng phải nói rằng sự tiến bộ của công nghệ thật đáng kinh ngạc. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi lần này lại là một nhà sản xuất xe điện đến từ Việt Nam mà không phải Mỹ hay Trung Quốc. Một khán giả Nhật Bản trầm trồ. Chia sẻ về ý kiến này, Bart Chigusa cho rằng đang có hai cách nhìn nhận khác nhau về sự chuyển dịch sang xe điện, xem đó là cơ hội hay là mối đe dọa. VinFast coi đó là cơ hội, trong khi Toyota và nhiều nhà sản xuất Nhật Bản coi đó là thách thức, Bart Chigusa nhìn nhận. Chigusa cũng nhấn mạnh, trong cuộc cách mạng xe điện, điều mà ông mong đợi ở Nhật Bản không phải là các nhà sản xuất lớn, mà là các công ty khởi nghiệp. Đó sẽ là một thế hệ doanh nghiệp hoàn toàn mới, mạnh về công nghệ và có thể linh hoạt thay đổi để thích ứng với thời đại.
Vậy các chuyên gia thế giới đánh giá sao về VinFast? Trong một bài viết trên trang web CNET vào tháng 3 2021, chuyên gia đánh giá xe hơi Kia Hyundai đã cho rằng VinFast là một trong những hãng sản xuất ô tô trỗi dậy ở châu Á và các mẫu xe của họ có chất lượng rất tốt. Kia cũng đánh giá cao về VinFast VF-e34 về thiết kế hiện đại và khả năng vận hành tốt của nó. Bài viết này cũng đề cập đến một số mẫu xe khác của VinFast bao gồm VF-e35 và VF-e36. Kia Hyundai đánh giá cao các mẫu xe này về khả năng vận hành và cảm giác lái, đồng thời cho rằng VinFast đang là một trong những hãng sản xuất xe điện đáng chú ý trên thế giới. Một bài đánh giá trên trang web CarCoop về VinFast VF-e35 cũng đưa ra nhận định đánh giá tích cực về mẫu xe này. Trong bài đánh giá, tác giả cho rằng VF-e35 là lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng muốn mua xe điện tại Việt Nam. Tác giả cũng đánh giá cao thiết kế của xe với ngoại thất gọn gàng và nội thất tiện nghi và sang trọng. Bên cạnh đó, VF-e35 cũng được đánh giá là có khả năng vận hành tốt và khả năng điều khiển ổn định. Tuy nhiên, tác giả cũng đưa ra ý kiến cho rằng VF-e35 có thể còn phải cải tiến để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và sự thuận tiện của người dùng. Sau khi đó, trang web AutoCar đã đưa ra nhận định đánh giá tích cực về VinFast VF-e34 và VF-e36. Tại triển lãm ô tô Paris Motor Show 2018, AutoCar đã nhận xét rằng VF-e34 và VF-e36 của VinFast có thiết kế đẹp và có hệ thống giải trí thông minh. Ngoài ra, AutoCar cũng đánh giá cao về các công nghệ tiên tiến trên hai mẫu xe này, bao gồm hệ thống cảm biến và động cơ. Tuy nhiên, AutoCar cũng chỉ ra rằng VinFast cần phải cải thiện một số khía cạnh, bao gồm chất lượng và hiệu suất của pin xe điện. Trang web AutoCar đã đánh giá tích cực về VinFast VF-e34 và VF-e36 về thiết kế đẹp và hệ thống giải trí thông minh, cũng như các công nghệ tiên tiến trên hai mẫu xe này. Tuy nhiên, AutoCar cũng chỉ ra rằng VinFast cần phải cải thiện một số khía cạnh khác để đáp ứng tiêu chuẩn và nhu cầu của thị trường. Còn các bạn thì sao? Các bạn có đánh giá như thế nào về VinFast? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần dưới bình luận nhé! Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và đăng ký kênh nhé! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau!